Mà anh ơi, gì? Có cái game này hay lắm nè. Bảo đảm anh chơi xong là hết buồn liền. Chơi không anh? Không, không chơi. Game gì đó? À, game này là game Gunpow. Bắn súng tọa độ. Anh chỉ việc kéo, thả, bắn là dính. Hay lắm, anh chơi không? Không, không chơi. Chơi đi. Không chơi. Bây giờ chơi không nè? Không chơi. Cái này là em kêu anh mới chơi nha. Anh ơi. Thôi. Anh ơi. Ui, nhìn này, anh bắn được 100 điểm này. Thôi, anh trả em đi anh ơi. Thôi, từ từ, vừa mới chơi. Anh phải lấy điện thoại mình chơi. Thôi, kìa, từ từ. Đi về. Thôi, từ từ. Tan học rồi, đi về, ba mẹ đợi nữa. Đi. Từ từ. Cái thằng gì? Gunbound, khéo lực thả tay, cùng bay cảm xúc.